Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Trong khi Nhà Trắng còn đang cân nhắc để đưa ra một lựa chọn thông minh ở Syria, hãng tin Reuters hôm nay dẫn kết quả một cuộc thăm dò gần đây của đài truyền hình NBC cho biết 50% người dân nước này tin rằng Washington không nên can thiệp vào Syria. Mặc dù vậy, cuộc thăm dò của NBC cũng cho thấy rằng 80% người Mỹ tin rằng Tổng thống Barack Obama sẽ nhận được sự chấp thuận của Quốc hội trước khi sử dụng vũ lực ở Syria. Kết quả được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội Vương quốc Anh phản đối hành động quân sự chống Syria. Điều này đã loại trừ sự tham gia của Anh trong một cuộc can thiệp quân sự vào quốc gia Trung Đông. Trong khi đó, chính quyền của bà Angela Merkel cũng tuyên bố Đức không cân nhắc về việc tham gia hành động quân sự chống lại Syria và kêu gọi một giải pháp chính trị. Tổng thống Pháp François Hollande cho biết Quốc hội nước này sẽ triệu tập phiên họp khẩn về vấn đề Syria vào ngày 4 tháng 9 tới. Trước tình hình này, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tìm một liên minh quốc tế để cùng hành động. Phát biểu này khá trái ngược với tuyên bố vài giờ trước đó của các quan chức Nhà Trắng, tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẵn sàng hành động một mình. Tổng thống Obama ngày hôm qua cũng đã tổ chức một cuộc họp với các cố vấn an ninh tại Nhà Trắng để bàn về Syria. Ông Obama đã khẳng định chính phủ của Tổng thống al-Assad là thủ phạm của các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học, song chưa đưa ra quyết định cuối cùng.